sai cà phê chủ mục rồi bỏ Ukraine, còn phong cà phê giáng tầng rừng. Đối chí này hỏi, Rossi mình ai bỏ chí khuôn chôn một khẳng khăn ông bàn tì. Ở dựa phía chương bây sạp và đàm một hỏi, đại con tộp Rossi, mình ai đó sẵn bà nhà hà vị Việt Nam mùi bàn. Trong nay nơi chùa còn cầm lăng khẳng cao vĩnh, có công phong cà mình phía vật vô mùi chùm nốn phong đài. Đối chí này hỏi, ta mua là hai rào vấy, bán chìa chè ở tì bố đòi cà vị lúc rồi bỏ Rossi. Dùng tư tăng cùng nít ở bọc cổng nạ châm ninh phá nát dô thiên mùi châm nún bán lực lăng đốt đôi khỉa thá. Còn tộp rô xí, hót nơi khăn ông ca chạm bằng rúi tự hời. Nâng nơi khăn ông khai xảy hàn ní, nâng miên châm nội ở bọt mũi nơi khăn ông sông kriếm, đai nâng thư vươi ôi Ukraine mình ca bình chất giang khăn. Hai tiếng ní, có bần đàn mộc bị côn xâm bắt đọt thông thênh, nơi cao vi bà hà giang chạm bàn lốt ở bọc con tộp Ukraine mộc lời dụ đất xác bốn tộp rô bọ rô xí. Xông bây tay bà chi chôn rô xí khôn ánh, có ai cập hiệp châm bùa rương ní đài. Hãy thầm mấy này phong đáy, chỉ ủ tỷ hó, nẹ việc hiện dụ thiên rô xì mà nẹ, đã tăng ta cho chương nơi chùa múc. Hãy khuôn gọt phá tố, có mến châm nay khi nông cao bởi dụt lực ní, bán lực làng thá. Rụp lúc mến à rộng cho bọt khăn ná. Hãy hẹt phó, cứ đơn xa tay lúc đăng rương trả ấn, tay lúc mình át định gì. Bọn ta ở vây đầy lúc ạch bạc bán nửa bên ní. Cứ tha Ukraine bất chí bụi ca tục tùl khăn ná. Rô tha khní rô bọc rộng khăn rô xí, cầm bông ta xa lạp bằng tóp bằng tóp khní. Lúc mình ách bình chạc bạc bì chùm nôn bán nụ tì. Hãy nơi bê bọn mạng ngày một ní. Ukraine bánh bánh phong tì kỳ Stakhanov, trong con lãnh là bộ kê trời cạp bánh tay mà đồn. Khi nông rửa bê đọc tháng ngày, bộ kê bán bánh phong con lãnh stock tốt ở bọc hàng rô xí, đo tâm một hầy mùi con lãnh. Hãy bán bánh co ca khôi khát chỉ trán xem xem tiết đo rô xí phong đài. Bánh ta rụp lụt xong khẩm thàn lúc, nâng miên ả rộng lọ làng vĩnh nơi bê đào cầm làng chú múc ở bọc rô xí nâng chú tư mục. Chia cạp bật tứ, chương mùi sạp đà con lòng phó tư ní. Còn cầm lăng chú mô cơ bò Ukraine, nơi ta cho rằng rừng mòm nơi xin nghiếm, mình cầm ra tụp tụp bì rô xí, đã thư vừa ở rừng ạc rõ, căn tài cạn lăng châm bùa con tóp rô xí. Ukraine bán bầm phanh kèng rùm xếu, chiên hà sập rụi một hơi, nâng cố đa xâm khăn chỉ tràn tiền. Đâm bây xâm rạch bán nơi cô nơi dụ bái rô bò lục Putin, con tóp rô xí, rơi ta ai cả đọc đạp dột dần hậu nát, tức đây tăng mưu rô bò đầm bòn đồ nét ta mà đòn. Bần tay ấy lớn ní, khuyên thao vi hạt đô chi mình ai xâm rạch bán cô đang mối nì tì. Hai khi mình nói nàm mà nè ách đăng bị chùm hình bàn tốp rồi bỏ lúc Putin bàn tì. Nơi khả nạp bên này đáy, con tốp Ukraine còn phụng tài trở rớt vị thị xác khả nông ca thua sông kriếm đại là hai thà dụt ra xa rung lý. Dụt ra xa mùi ní hạ đồ chí ca thua sông kriếm nơi bị chùm ngài. Rốt biếp đại viện đầm nà cá cứ bạp nì. Tì mùi, trở đấng, nâng cầm nát cô đau xâm khăn rồi bỏ sạch trở tàng ó khả nông bạp bón ta mà dạ chùm nuôi chlop dọc cả. Cô đau tàng nút, mình đôi chìa khlang rùm xíu, bỏ bên chìa cá, bóng tùm nẹ tùm nốn, nâng hãy tha ra chân nà xâm bọn mùa chùm nốn đôi chìa xuyến, lời đáy chìa đàm. Cá chú lộp dô cá, trở bàn thư vừa lãng cọng chùm nối tìm cài ra nọp Amerik, drone nâng con tóp xâm ngạch. Tì bí, cô đau đầy bàn cầm nọt tàng ó, trở bàn bàm phán chìa bà bọn đòi mì xìl hai má, đòi miền phiếp chạy lạc bù. Đòi xa cầm chú rụi Ukraine ách vừa cao vì lúc chỗ đó chùm rớ 80 km khăn ông tực đầy ra bó sạch trừ. Cao vì bà hà ní, chế ách tì bồ dàng khăn đòi con tóp rô xì. Cục nếp bàn đăng rụi một hơi thà cả bàn chạy khá bồn tóp, cứ chưa chùm nói xoay bầm phót ra bó rô xì. Xâm rạp bộ kế, việc cô ấy khá chiên cao bà chồng múc đợi bà tóa, nâng con cầm lăng chù múc ra bó Ukraine tiền. Các cuộc cúng cực rộng xếu rất khóa khát, đòi mình ách đặt chân chùn bán, bố spiến, phơi thân nón nâng phơi đáy rất bàn khôi. Bốc bên chia ca mình rộng biệp rệp rối, nâng mình bê cực cuốn, đâm bấy đo sài bà nhà hạ bán, đòi xa mình lầm hộp bà nhà hạ chạy tràn. Cả tùm nẹ tùm nốn, có đâm nà ca mình bán là ố, ni hai chi mua là hai đại con cầm làng chú múc ở bò Ukraine, nơi ta ách cho xin nhằng rừng phấn, khi mình nà ách bông bài bàn. Rô xí, cuốn tập chi dìm rụp rùm khní, bọn ta bộ kê nơi ta mình bà nhà hạ tam bì cao chuộp. Chia ca trời tọp mối, bộ kê bàn trâm tại bàn cầm chuột mì xíl từ lực cổng nền nế rồi bỏ Ukraine tại bàn nốt, đói bằng cách bật cá hạ đồ chí mình cá về lục. Nhạc châm niên dù thiê rồi bỏ bộ bà châm bật tì mơ kinh thả Ukraine bảo viê dọc bàn đâm bàn khớ sân hai nụ cư Ukraine nghe thua đâm nào chú bút tờ rõ ca rụp đọc bàn mốc vĩnh nơi đâm bàn Crimea. Đại khả nạc ní Crimea thả lạc nông ăn đạt lương nây sân kriêm bàn đào hỏi nghỉ. Snow tu nâng ca chạy giang sân thô sân thơ nơi khăn nông đâm văn kỳ mì cứ nơi tì tăng nơi con tọp dù thi rô bà rù xì miễn đồ chìa ca tu nơi bà liên dân hò chế đàm nơi khăn stock áo vút rô bà rù xì chế đàm bàn bàn đà l'aui
អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញអំពីដំណាក់កាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនវាយបកទៅលើរុស្ស៊ីជាពិសេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រុកយកតំបន់ខឺសិនពីរុស្ស៊ីឲ្យបានដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរំដោះតំបន់គ្រីមៀ ដែលធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ដោយរុស្ស៊ីយកតំបន់គ្រីមៀបានគឺមិនចំណាយអាវុធមួយគ្រាប់នោះទេគឺយកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលនៅឆ្នាំនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោកវីកទ័រយ៉ាណូកូវិចបានបណ្ដោយឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលភាគច្រើន គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅពេលនោះគឺនៅខែមីនាឆ្នាំ2014តែភ្លាមៗនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះត្រូវបានប្រជាជនផ្ដួលរំលំហើយកាត់ទោសពីទោសក្បត់ជាតិឥឡូវនេះយ៉ាណូកូវិចកំពុងរស់នៅជាអ្នកជ្រកកោននយោបាយនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ី ហើយបីបាច់ការពារដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងគ្រីមៀជាដែនដីមួយនៃឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសគ្រីមៀមានផ្ទៃដី2.7លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនជាង2លាននាក់រស់នៅតែភាគច្រើនគឺជនជាតិរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគោលដៅនៃការវាយសម្រុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ខឺសិនដែលនៅជាប់នឹងគ្រីមៀនេះគឺវាដូចនឹងស្ពានមួយយ៉ាងដូចនេះដែរបើយកខឺសិនបានគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនងាយសម្រុកចូលទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀដូច្នេះហើយបានជា ឥឡូវនេះការផ្ទុះនិងការឆេះទីតាំងសំខាន់ៗនៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមៀគឺបានកើតឡើងហើយការផ្ទុះដំបូងនៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺធ្វើឲ្យព្រលានយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនេះឆេះខ្លោចយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវបានឆេះខ្ទេចសាកសីជាច្រើនមើលឃើញថាវាពុំមែនជាឧបទ្វីបហេតុនៃការធ្វើវិឆេទកម្មដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទេ វាអាចកើតចេញពីការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរបស់អ៊ុយក្រែនប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នៃឧបទ្វីបនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Newsweek ថាតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេនិងស្នូលគ្រាប់កំភ្លើងនោះដែលផ្ទុះនៅព្រលានយន្តហោះរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺមិនមែនជាការវាយប្រហារដោយអំពើវិឆេទកម្មវិខាងសនានោះទេ វាជាចេតនានៃការបាញ់ចូលដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសាកសីមើលឃើញថាវាអាចបាញ់ចេញពីនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅឬក៏វាបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលហៃពូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងតំបន់អូដេសានោះតែម្ដង តែឥឡូវនេះកាលពីថ្ងៃទី16សីហានេះសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាគ្រីមៀរងការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយបណ្ដាលឲ្យឃ្លាំងស្តុកអាវុធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាជននៅក្បែរតំបន់នោះយ៉ាងតិច3000នាក់ត្រូវបានជន់លាជាបន្ទាន់នេះជាលើកទី2ដែលគ្រីមៀធ្លាក់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៃសង្គ្រាម ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានដូចជាចារកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមមើលឃើញថាការដែលអ៊ុយក្រែនវាយសម្រុកយ៉ាងសម្បើមទៅលើសមរភូមិនៃតំបន់ខឺសិននៅក្បែរនឹងតំបន់គ្រីមៀហើយរហូតយកបានស្រុកចំនួន3ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតផងយកពីរុស្ស៊ីមកវិញគឺជាផែនការនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្រួចស្រាវនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីវាយបកទៅលើគូសត្រូវខឺសិន